Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Frankie de Jong tuyên bố về việc gia nhập MU. MU có tân binh đầu tiên mùa hè năm 2023. Onana sẽ là thương vụ gây tranh cãi của MU. MU có phương án B trong thương vụ Mason Mount. Frankie de Jong tuyên bố về việc gia nhập MU. Tiền vệ người Hà Lan Frankie de Jong đã chính thức lên tiếng về tương lai của anh tại Barcelona giữa bối cảnh anh được liên kết với việc gia nhập Manchester United của ông thầy cũ huấn luyện viên Ten Hag. Frankie de Jong dường như đã bác bỏ thông tin anh có thể rời khỏi Barcelona chuyển đến Manchester United vào mùa hè này, với việc tiền vệ người Hà Lan gợi ý rằng tương lai trước mắt của mình vẫn là ở lại đội chủ sân Camp Nou. Tờ Daily Mail của anh thông tin hôm nay ngày 14 tháng 6, Frankie de Jong, 26 tuổi, vẫn nằm trong danh sách rút gọn các mục tiêu chuyển nhượng của MU và huấn luyện viên Ten Hag. Daily Mail từng đưa tin, MU đã đưa ra lời đề nghị trị giá 70 triệu bảng Anh để mua Frankie de Jong vào tháng 6 năm ngoái và thỏa thuận với Barcelona đã hoàn tất gần 90%. Mặc dù đã cử đại diện của MU đến Tây Ban Nha đàm phán với Barcelona, quỷ đỏ thành Manchester đã không thể chính thức hóa một thỏa thuận, với việc Frankie de Jong thừa nhận anh muốn ở lại đội bóng La Liga. Daily Mail tiếp tục, nhưng điều đó không ngăn được MU một lần nữa bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ của Barcelona, khi Frankie de Jong cũng được cho là đã nói với huấn luyện viên Ten Hag rằng anh muốn gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Nhưng trong một đòn giáng vào MU, có vẻ như Frankie de Jong đã thay đổi ý định. De Jong thừa nhận anh cảm thấy tốt ở Barcelona. Khi được tờ Football International hỏi liệu mình có ở lại nhà vô địch La Liga, Frankie de Jong khẳng định: "Điều đó là rõ ràng với tôi, cũng giống như vào mùa hè năm ngoái khi mọi thứ không ổn định trong một thời gian. Tôi luôn biết rằng tôi muốn ở lại Barcelona." Frankie de Jong nói thêm: "Đó là lý do tại sao nó không quá căng thẳng đối với tôi vào mùa hè năm ngoái. Ngoài ra, tôi vừa ký ra hợp đồng với Barcelona vào năm 2020 nên tôi luôn cảm thấy mình nắm quyền kiểm soát và có thể tự quyết định. Đó là lý do tại sao tôi không bận tâm. Tôi cảm thấy tốt ở Barcelona và cho rằng tôi vẫn sẽ chờ ở đây vào mùa giải tới." Frankie de Jong đã đóng một vai trò quan trọng trong mùa giải của Barcelona vô địch La Liga vừa qua. Anh chơi 33 trận ở La Liga mùa trước và ghi 2 bàn. Frankie de Jong gia nhập Barcelona vào năm 2019. Hợp đồng của De Jong sẽ hết hạn vào năm 2026 và tiền vệ người Hà Lan hiện được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò do Sergio Busquets để lại tại Camp Nou. Mùa tới sẽ khác khi Sergio Busquets ra đi. Frankie De Jong nói về việc Busquets chia tay Barcelona: "Sergio Busquets đã chơi cho Barcelona trong 15 năm. Bạn sẽ nhận thấy điều đó khi một cầu thủ tuyệt vời như vậy ra đi." Và sau nhiều lời đồn đoán ở mùa giải trước, Frankie De Jong thừa nhận rằng anh biết mình luôn muốn ở lại Barcelona giữa tin đồn chuyển nhượng tới Manchester United tái hợp với ông thầy cũ đồng hương người Hà Lan. Frankie de Jong chia sẻ thêm về Sergio Busquets: "Tôi thực sự thích chơi với anh ấy, đặc biệt là khi chúng tôi ở cạnh nhau. Chúng tôi bổ sung cho nhau rất tốt và tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy, mặc dù chúng tôi là những kiểu cầu thủ khác nhau." Nhưng những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về tương lai của Frankie de Jong tại Barcelona, khi thông tin từ truyền thông quốc tế vào tháng trước cho biết Barcelona có thể tiếp tục yêu cầu Frankie de Jong giảm lương trong bối cảnh câu lạc bộ gặp khó khăn về mặt tài chính. Trong khi đó, Man United sắp công bố chủ sở hữu mới với Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani được cho là đã thắng Sir Jim Ratcliffe trong cuộc đua mua lại đội chủ sân Old Trafford kéo dài từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Việc chủ sở hữu mới của MU là ai sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của Ten Hag, khi ông thầy người Hà Lan đang xem xét một số thương vụ tiềm năng như tiền đạo Rasmus Højlund của Atalanta và thủ môn David Raya của Brentford. Man United có tân binh đầu tiên hè năm 2023. Tân binh đầu tiên của Man United trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2023 đã được xác nhận. Theo báo chí nước Anh, trung vệ người Hàn Quốc Kim Min-jae thuộc biên chế câu lạc bộ Napoli sẽ ký hợp đồng với Man United vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Man United đã tích cực theo đuổi cầu thủ 26 tuổi trong mùa hè năm 2023 và chiến thắng hai đối thủ là PSG và Newcastle trong việc chiêu mộ tuyển thủ Hàn Quốc. Trang Martino cho biết, Kim Min-jae đã chấp nhận lời đề nghị với mức lương 9 triệu bảng mỗi năm, tương đương khoảng 175.000 bảng mỗi tuần tại Man United. Kim Min-jae đã có một mùa giải ra mắt đột phá tại Italia sau khi gia nhập Napoli từ câu lạc bộ Fenerbahce vào năm 2022. Anh có 45 lần ra sân sau khi đội bóng của huấn luyện viên Luciano Spalletti giành chức vô địch Serie A đầu tiên sau 33 năm. Hiện, Manchester United được cho là đang cân nhắc chiêu mộ Alexis McAllister, trụ cột của tuyển Argentina tại World Cup 2022. Theo CBS Sports, thương vụ này có thể diễn ra trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. McAllister được để mắt trong bối cảnh MU không thể thuyết phục Frankie de Jong chuyển sang Anh chơi bóng. McAllister đang tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ Brighton và tuyển quốc gia Argentina. Hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1998 với Mòng Biển có thời hạn đến hè năm 2025, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Vì vậy, mức phí để sở hữu ngôi sao 24 tuổi sẽ không hề rẻ. Ngoài Man United, hai đại gia của bóng đá Anh là Liverpool và Arsenal cũng đã được cho là đang để mắt đến McAllister của câu lạc bộ Brighton.
Onana sẽ là thương vụ gây tranh cãi của MU. Manchester United được liên hệ với Andre Onana, nhưng đoạn kết ồn ào của thủ môn này tại câu lạc bộ Ajax có thể gây khó cho huấn luyện viên Ten Hag. Màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết Champions League 2022-2023 giúp Onana trở thành cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh các đội bóng hàng đầu ưa chuộng những thủ môn chơi chân giỏi và cũng có khả năng cản phá tốt, phong độ của Onana trước Man City gây ấn tượng mạnh. Trong số các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu cần bổ sung thủ môn ở mùa hè này, MU có lý do để theo đuổi người gác đền 27 tuổi. Quỷ đỏ cần một thủ môn chuyền bóng và xử lý khéo bằng chân như Onana. Huấn luyện viên Ten Hag cũng không lạ gì năng lực của người học trò cũ tại câu lạc bộ Ajax. Lý do MU cần Onana: David De Gea đã có một mùa giải khá tốt cũng như cố gắng đáp ứng các yêu cầu của huấn luyện viên mới đặt ra. Nhưng những nhược điểm cố hữu của thủ môn này không bao giờ biến mất. David De Gea thường chuyền bóng lỗi, kiểm soát vùng cấm yếu kém và hay để lọt lưới từ những cú sút không có vẻ gì là nguy hiểm. Một số sai lầm nghiêm trọng của thủ môn người Tây Ban Nha khiến MU phải trả giá đắt vào cuối mùa giải, bao gồm trận thua trước câu lạc bộ Sevilla ở Europa League hay thất bại tại chung kết Cúp UEFA khi đối đầu với Man City. Với việc hợp đồng của David De Gea cùng MU sẽ hết hạn vào cuối tháng này, huấn luyện viên Ten Hag có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để tạo ra sự thay đổi trong khung gỗ đội bóng. Jordan Pickford, Diogo Costa hay Bart Verbruggen của Anderlecht đều được MU liên hệ, nhưng Onana là cái tên có thể tạo ra sự phấn khích cho người hâm mộ Quỷ Đỏ. Thủ môn này đã xoán ngôi Samir Handanovic tại câu lạc bộ Inter Milan ngay trong mùa giải đầu tiên đến câu lạc bộ, cũng như đóng vai trò quan trọng trong hành trình tới trận chung kết Champions League của đội bóng Italia. Cựu thủ môn của câu lạc bộ Ajax gây ấn tượng khi xử lý bóng bằng chân cực hay trong trận chung kết tại Istanbul. Màn trình diễn của Onana khiến Chelsea sẵn sàng chi ra 50 triệu bảng để đưa anh về Stamford Bridge để thi đấu. Chính vì thế, việc MU quan tâm đến Onana cũng là điều dễ hiểu. Thời huấn luyện viên Ten Hag còn làm việc tại câu lạc bộ Ajax, Onana ra sân tới 145 lần và được chiến lược gia người Hà Lan mô tả như là thủ môn bậc thầy trong khả năng dùng chân kiểm soát hay là chuyền bóng. Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối cả hai còn làm việc chung tại Hà Lan, Onana và Ten Hag nảy sinh những mâu thuẫn. Một thủ môn rắc rối. Tháng 11 năm 2021, Onana trở lại thi đấu sau lệnh cấm thi đấu vì sử dụng doping 9 tháng. Ten Hag không sử dụng thủ môn này thường xuyên cho đến tận năm 2022. Với việc thủ môn sinh năm 1996 công khai ý định rời khỏi câu lạc bộ Ajax theo dạng tự do để chuyển đến Inter Milan vào mùa hè năm 2022, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Ngày 9 tháng 4, Onana bị chính người hâm mộ câu lạc bộ Ajax lao ó trên sân, mặc dù đội nhà giành chiến thắng. Nguyên nhân cho sự lao ó kể trên là vì thủ môn này mắc sai lầm trong trận đấu khiến Ajax để thủng lưới. Trong bài phát biểu sau trận đấu, Onana tuyên bố không quan tâm đến sai lầm đó khi đội nhà đã thắng chung cuộc. Hành vi này khiến người hâm mộ câu lạc bộ Ajax và bản thân huấn luyện viên Ten Hag tức giận. Ngay trong trận đấu tiếp theo, Onana bị loại khỏi đội hình của câu lạc bộ Ajax tham dự trận chung kết Cúp Quốc gia Hà Lan. Chung cuộc, Ajax không có Onana để thua PSV Eindhoven. Báo chí Hà Lan vào thời điểm đó cho biết Ten Hag thất vọng với tình trạng thiếu thể lực và biểu hiện không đúng mực từ Onana. Kể từ khi hết hạn hợp đồng và sang Inter Milan theo dạng tự do, Onana không chơi cho câu lạc bộ Ajax thêm một lần nào nữa. Có thể nói, Ten Hag đã đặt dấu chấm hết cho Onana tại câu lạc bộ Ajax. Liệu thuyền trưởng MU có sẵn sàng bỏ qua mâu thuẫn trong quá khứ để đưa cậu học trò cũ về sân Old Trafford? Cần nhớ rằng bản thân Onana cũng là mẫu cầu thủ có cá tính mạnh và không ít lần gây rắc rối cho phòng thay đồ ở các đội bóng anh có mặt. Tại World Cup 2022 trên đất Qatar, Onana đã bị gạch tên ra khỏi tuyển Cameroon ngay trước thềm trận gặp Serbia. Nguyên nhân là thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Inter Milan có bất đồng về mặt chiến thuật với huấn luyện viên Rigobert Song. Vị thuyền trưởng của sư tử bất khuất yêu cầu Onana hạn chế ra ngoài vùng cấm và thực hiện những đường chuyền ngắn để đảm bảo an toàn ở phần sân nhà. Tuy nhiên, cựu thủ môn của câu lạc bộ Ajax từ chối. Onana ngay lập tức rời Qatar để trở lại Milan. Về mặt chuyên môn, Onana phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên Ten Hag hơn nhiều so với David De Gea. Nhưng thủ môn sinh năm 1996 có thể là quả bom nổ chậm trong phòng thay đồ tại Old Trafford. MU có phương án B trong thương vụ Mason Mount. Trong trường hợp không thể chiêu mộ được Mason Mount, MU sẽ chuyển hướng sang trường hợp tiền vệ James Maddison ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Mason Mount là một trong những mục tiêu của MU trong kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Quỷ đỏ đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ sinh năm 1999. Nút thắt của thương vụ này chỉ là mức giá chuyển nhượng. Chelsea chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận được khoảng 70 triệu bảng. Tuy nhiên, MU nhất định không chi ra số tiền như Chelsea mong muốn. Quỷ đỏ cho rằng Mason Mount không xứng đáng với mức giá ấy khi chỉ còn 1 năm hợp đồng. Truyền thông Anh thì cho hay MU sẽ không chi ra quá 50 triệu bảng cho thương vụ này. Trong trường hợp Chelsea nhất định không giảm giá, đội chủ sân Old Trafford sẽ rút lui. Hiện tại, MU đã có phương án dự phòng nếu thương vụ chiêu mộ Mason Mount thất bại. Đó là tiền vệ James Maddison của Leicester City. Cầu thủ người Anh cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng với bầy cáo.
Gần như chắc chắn anh sẽ ra đi sau khi Leicester City phải xuống hạng tại Premier League 2022-2023 vừa qua. Tài năng của James Maddison đã được kiểm chứng trong những năm qua. Mùa giải 2022-2023, tiền vệ số 10 là một trong những điểm sáng hiếm hoi trong tập thể của Leicester City. Anh có cho mình 10 bàn thắng và 9 kiến tạo tại Premier League. Hiện tại, James Maddison đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn tại Premier League. Trước MU, có Tottenham và Newcastle muốn có được sự phục vụ của tiền vệ sinh năm 1995.